Chiều ngày 5 tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2021 và 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Sự buổi gặp mặt có Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các nữ lãnh đạo quản lý, cán bộ đoàn, cán bộ hội cơ sở đã khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, đóng góp công sức trí tuệ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh. Trong thực hiện các phong trào thi đua, các nữ lãnh đạo quản lý, cán bộ đoàn, cán bộ hội phụ nữ luôn là lực lượng đi đầu, chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động thiết thực có ý nghĩa như tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện, xóa nhà rột nát cho phụ nữ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, tham gia hiến máu tình nguyện. Trong năm 2020, đã có 39 lượt tập thể và 82 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các nữ lãnh đạo quản lý, cán bộ đoàn, cán bộ hội cơ sở cần tiếp tục vượt mọi khó khăn, tận tâm tận tụy, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mỗi đoàn viên thanh niên công an tỉnh luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.